Jiu, Blackpink bất ngờ xuất hiện cùng Hallyu ngay trước giờ sang Việt Nam diễn concert. Câu lạc bộ Man City vừa đăng tải bức ảnh của Jisoo chụp cùng siêu sao Hallyu. Chị cả Blackpink còn nhiệt tình tương tác ngay trên đường sang Việt Nam. Chiều ngày 28 tháng 7, câu lạc bộ Man City bất ngờ tung ra bức ảnh thành viên Jisoo của nhóm nhạc Blackpink check-in cùng cầu thủ nổi tiếng Hallyu. Biểu tượng sắc đẹp của Blackpink nở nụ cười tươi tắn khi cùng Hallyu cầm trên tay chiếc áo đấu của Man City. Bức ảnh ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú của cư dân mạng toàn cầu bởi độ hot của cả hai nhân vật trong hình. Một bên là siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới đang khoác áo Man City, còn bên cạnh là thành viên nhóm nhạc K-pop đình đám toàn cầu. Ngay khi Man City đăng tải bức hình, chị cả Blackpink cũng nhanh chóng vào bình luận tương tác bằng icon hoa hồng quyến rũ. Cùng thời gian, nữ thần tượng đang cùng các thành viên Blackpink trên đường di chuyển đến sân bay quốc tế Incheon. Nhóm nhạc nữ nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc hiện tại sẽ đáp chuyến bay sang Việt Nam vào đêm nay ngày 28 tháng 7 để chuẩn bị cho hai đêm concert tại Hà Nội. Trước khi sang Việt Nam, Jisoo cũng bày tỏ sự háo hức và nhiệt tình trả lời bình luận của các fan Việt về kiểu tóc mà cô muốn tạo khi trình diễn tại Việt Nam ngày 29 và ngày 30 tháng 7 tới. Hiện tại mọi động thái của bốn cô gái Blackpink đều nhận về sự quan tâm lớn của người hâm mộ Việt Nam. Trước Jisoo, dân mạng cũng từng phát sốt với bức ảnh em út Blackpink Lisa selfie cực thân thiết cùng cầu thủ Neymar. Mối quan hệ và khả năng ngoại giao của các cô gái nhà IG khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.